một vị khán giả mang tên Thanh Ngân. Thanh Ngân à, hãy có đây chơi Thanh Ngân. Thanh Ngân à, đâu ạ? Thanh Ngân ơi, đây nè ông nội, ta đây được cha không? Bây giờ trước khi chúng mình sinh nhật em, bắt chị bà xô vô đây. Bà kêu là bà kêu em ốm quá, bà đứng kế bé này đi, chứ bà đứng kế đó bà sợ người ta thấy bà mập. Trời ơi, làm như thế này tao không biết bà mập hay gì á. Ừ. Qua Mỹ tăng 5 kg rồi. Sôi ngon đến tắt. Kính thưa quý vị, mỗi năm chị ơi, cái giọng người của chị như là cái cung đã thôi. Mới tôi cần rồi. À, chắc bây giờ chị lộ lại một thơ để tặng cho Thanh. Dạ. Thơ thoát môn bác cú đường lùng. Dạ, thể thơ. Thoát môn bác cú đường lùng. Cái gì vậy má? Thôi làm thơ lục bác đi, làm lục bác đi. Là sao ta? Hôm nay sinh nhật Thanh Ngân. Chúc em sẽ được muôn phần đẹp xinh. Trời ơi, hay. Nếu mà em có đẹp xinh, chia bớt cho Lộ. Bởi vì Lộ không đẹp. Không có giận à. Thôi, Thúy Diệm đi. Đại Thi Hào Thúy Diệm, một cái nữ nhà thơ đã xuất bản hơn 1.000 quyển thơ trên toàn thế giới. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua đôi ba lời thơ của Thúy Diệm. Hôm nay sinh nhật Thanh Ngân. Hôm nay sinh nhật Thanh Ngân. Mình phải tự tin lên mình mới đi nước ngoài về mà trời. Chỉ có mập xíu thôi ạ.
Hỏi đi, hỏi đi quý vị ơi. Quý vị ơi. Quý vị. Quý vị ơi. Em có mập không? Dùng nhã tập tao không tiện á. Tao đâu biết tao mập dữ vậy. Hết thời. Bà xin được chia sẻ nha, em đi lên đây nha. Trời ơi, má luôn nó bệnh dữ thì trời. Rồi là cái ai cứu sớm không? Dạ tao, thì dòng này chứng tỏ năng lực của mình đi. Một mình kêu một dòng này chứ ai má. Vỗ tay đi em. Chuyện đó, kể mấy câu chuyện hết, kể câu chuyện đó.
kỷ niệm quý hóa hay tình ta có thời năm tháng xa nhau như còn sống nhỏ quê nửa tháng nó có kinh.